Mình Phát mến chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát nhé Các bạn thân mến, hiện tại bây giờ đang là 20h54 phút Buổi tối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam Tức là 9h54 phút buổi sáng ở tại Mỹ Tức là bây giờ đang vào phiên của Mỹ các bạn ạ Đó, các bạn thấy chưa à, Sau đây Minh Phát sẽ cập nhật nhanh Thị trường vàng Rồi các cái chỉ số Cũng như là chứng khoán Để các bạn nắm được nhé Hôm nay mới là thứ hai ngày đầu tuần, phiên đầu tiên của trong tuần này. Và hiện tại bây giờ vàng thế giới đang ở cái mức là 1809 đô la Mỹ các bạn ạ. Với tỷ lệ tăng trong phiên ngày hôm nay ấy, là khoảng 17 đô la. phần à, 0,96% các bạn nhé. Cái biên độ dao động trong phiên ngày hôm nay có lẽ là cũng gần khoảng 20 đô la Mỹ các bạn ạ. Cái mức thấp nhất trong ngày là 1791 đô, cao nhất là 1809. Đồng tiền điện tử Bitcoin trong phiên ngày hôm nay đã tăng khoảng gần 4%. Bây giờ đang quanh những cái mức là 63.100 đô la một đồng Bitcoin các bạn ạ. Tăng rất là mạnh cái đồng tiền Bitcoin tăng rất là mạnh. Bởi vì cái ngày 19 tháng 10 ấy, Ủy ban thị trường chứng khoán của Mỹ đã cho phép một cái quỹ giao dịch đó là cái quỹ ETF mở cái sàn giao dịch đồng Bitcoin các bạn ạ, giống như là à, quỹ ETF vàng đấy. Thế như vậy mà nó đã đẩy cái đồng tiền điện tử Bitcoin này lên rất là cao trên 60 nghìn đô la và cụ thể là ngày 19 và 20 tháng 10 ấy, thì nó đã lên cái mức cao kỷ lục của lịch sử đó chính là 67.000 đô la Mỹ một con số phải nói là không thể tưởng tượng được tính như tiền Việt Nam khoảng một tỷ rưỡi tỷ sáu ở đó các bạn ạ mặc dù vào phim Mỹ tối nay ấy, giá vàng nó vẫn đang tăng thế nhưng bên cạnh đó thì các bạn thấy là cái yếu tố mà luôn luôn cản trở là tăng của vàng đó chính là chỉ số đồng đô la cũng như là cái lợi suất trái phiếu của bảng Mỹ thì như các bạn thấy đây chỉ số đồng đô la vẫn còn đang tăng nó đang gần lên cái mức là 94 điểm rồi đấy riêng trong phiên ngày hôm nay đã tăng khoảng 0,23%. Còn đây chính là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã đứng ở cái mức trên 1,6% một năm trong một khoảng thời gian mấy ngày hôm nay rồi các bạn ạ. từ tuần vừa rồi cho đến bây giờ đấy nên là mức phải nói rất là cao còn đây là giá dầu thô thế giới vẫn tiếp tục tăng các bạn ạ vượt qua con số là 85 đô la Mỹ rồi không biết là giá dầu nó còn tăng đến mức nào bởi vì trên thế giới ở uh, cái nguồn cung năng lượng đang rất là khan hiếm không riêng gì châu Mỹ mà cả châu Âu châu Á tất cả mọi nơi đều khan hiếm cái nguồn nguồn năng lượng chính như vậy mà trong thời gian vừa rồi ấy, nó đã đẩy cái cái giá dầu nói riêng giá rất là cao kể cả thị trường trong nước mình cũng vậy tăng giá liên tục theo dự báo thì giá dầu nó sẽ còn tăng nữa đặc biệt là mùa đông đang đến gần cái nhu cầu khí đốt như nhu cầu sử dụng năng lượng ở châu Âu họ rất là cao chính vì vậy mà cái giá được cảnh báo là có khả năng lên là 100 đô la Mỹ một thùng các bạn ạ nếu như giá dầu thô lên cái mức 90 cho đến 100 đô la Mỹ một thùng thì giá dầu trong nước mình không bao giờ dưới 25 hoặc 26.000 một lít giá giá xăng các bạn ạ rất là nguy hiểm các bạn nhé còn đây là chứng khoán chứng khoán thế giới chứng khoán mỹ này chứng khoán châu âu này, châu úc như châu á các bạn thấy là đều xanh sản cả nói chung là tất cả các mặt hàng mọi thứ hiện tại bây giờ là đều tăng một trong các nguyên nhân khiến cho tất cả mặt hàng đều tăng mạnh như thế này đó chính là lạm phát theo dự báo thì lạm phát sẽ còn tăng hơn nữa trong thời gian tới chính lạm phát tăng nó sẽ ủng hộ cho tất cả các cái lĩnh vực thị trường không riêng gì vàng lạm phát càng tăng cao thì nguy cơ vỡ nợ càng cao dẫn đến rất là nguy hiểm cũng rất hy vọng là giá vàng đêm nay nó sẽ giữ vững ở trên mức là 1.800 đô la nếu như cái mức À, 1 1807 đô la Mỹ được giữ và chốt phiên ngày hôm nay ở Mỹ. ở Trên cái mức này thì ngày mai trong nước mình chắc chắn sẽ tăng. Và khi ấy giá vàng nó sẽ từ từ bò lên cái mức là 1830 cũng như là 1835 đô la Mỹ theo đúng như dự đoán dự báo và nhận định của giới chuyên gia cũng như là giới đầu tư. Nếu như giá vàng vượt qua được cái mức 1830 đến 1835 đô thì nó sẽ có hướng tiếp tục tăng tiếp bởi vì yếu tố lạm phát đang hỗ trợ giá vàng. Rồi, có lẽ là bản tin Minh Phát cập nhật giá vàng hiện tại bây giờ đang vào phiên của Mỹ để cho các bạn nắm được. Cũng rất hy vọng là sẽ duy trì ở cái mức trên 1.800 đô la cho đến ngày mai. thì khi ấy trong nước mình sẽ theo xu hướng tăng. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Chúc các bạn ngủ ngon hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng ngày mai